Jihaku xin được chào các bạn. Biển cả mênh mông luôn chứa đựng những bí ẩn mà đến nay con người vẫn chưa thể khám phá hết. Những con tàu ma trên biển, chúng xuất hiện và biến mất không một dấu vết. Độ kỳ bí về sự thật đằng sau những con tàu này giống như cái ghế vậy, vì chúng không phải bạn. Chuyện gì đã xảy ra với những con tàu này và tại sao mãi vẫn chưa có con tàu ma thật sự đáng sợ nào xuất hiện tại vùng biển Việt Nam? Tàu The Lady Loveyborn năm 1748, nỗi ám ảnh hàng hải xuất phát từ tình yêu. Ngày 13 tháng 2 năm 1748, con tàu ba cột buồm mang tên Lady Loveyborn đã sẵn sàng ra khơi từ Anh Quốc thẳng tiến đến vùng đất đầy nắng Oporto của Bồ Đào Nha. Đây cũng là chuyến đi hưởng tuần trăng mật của thuyền trưởng Simon Reed và cô dâu mới Annetta. Buổi tối đầu tiên trên tàu, ai nấy cũng đều hân hoan chúc mừng đôi trẻ, thì thuyền phó John Rivers, vốn là phụ rể của Reed, đã lặng lẽ thực hiện âm mưu của mình. Có lời đồn rằng Rivers bị nhan sắc của Annetta quyến rũ, hoặc cũng có thể hai người đã từng yêu nhau, nhưng cô ta lại lấy thuyền trưởng Reed vì muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là do về sau, các nhà điều tra về con tàu lâm nạn này suy diễn dựa vào những chứng cứ mơ hồ, chứ kế hoạch của Rivers thật sự là gì thì không ai biết được. Cách bờ biển Deal 100 km, bãi cát bồi Goodwin Sands là khu vực đã có đến 2.000 con tàu bị đắm. Chẳng may, Lady Loveyborn lại là một trong số đó. Khi con tàu này đến gần Goodwin Sands, Rivers âm thầm tiến đến tấn công thủy thủ lái tàu, rồi cố ý cho chiếc Lady Loveyborn đâm vào khu vực Goodwin Sands. Con tàu nhanh chóng bị mắc cạn và bị sóng đánh vỡ tan tành, khiến cho không một ai sống sót. Cuộc điều tra sau đó ghi nhận con tàu vỡ là do gặp chuyện không may, thủy thủ đoàn và 50 hành khách đều thiệt mạng. Quả thực, trăm năm trong cõi người ta, chữ tình chữ tội la cà với nhau. Tuy nhiên, câu chuyện về con tàu Lady Loveyborn chưa chấm dứt ở đây. Năm thập niên sau, vào năm 1798, thuyền trưởng con tàu Edenbridge ghi lại trong sổ ghi chép rằng mình chạy sát bên và gần va chạm với con tàu khác có ba cột buồm, đến nỗi mọi người trên Edenbridge dường như nghe rõ lời reo hò đùa vui trên đó. Sau đó, nó lướt qua chiếc tàu của James và đâm sầm vào bãi cát. Toán cứu nạn lập tức được phái đến nhưng không thấy gì cả, đến các mảnh vỡ của con tàu cũng không có. Sau này, khi xem lại hình ảnh chiếc Lady Loveyborn, James mới thật sự giật mình về sự giống nhau kỳ lạ của nó với con tàu mà mình đã gặp. Vào ngày 13 tháng 2 năm 1848, tức 50 năm sau vụ chứng kiến này, các cư dân địa phương nhìn thấy một con tàu với ba cột buồm từ ngoài khơi đâm sầm vào Goodwin Sands. Cũng giống 50 năm trước, không mảnh vỡ nào được tìm thấy. Các báo cáo tương tự được thực hiện vào năm 1898 với những tình tiết tương tự. 50 năm sau, vào năm 1948, thuyền trưởng Boone Prestwick cho biết đã nhìn thấy Lady Loveyborn và nhìn thấy phát ra một ánh sáng xanh kỳ lạ. Những câu chuyện về con tàu ma này tạo sự tò mò của nhiều người và vào năm 1998, họ đã tìm đến Goodwin Sands để được chứng kiến sự xuất hiện của nó theo chu kỳ 50 năm. Tuy nhiên, thứ duy nhất họ thấy là thấy thất vọng vì con tàu đã không xuất hiện. Có lẽ cuối cùng rồi thì Lady Loveyborn cũng đã yên nghỉ và thuộc về lịch sử. Liệu câu chuyện về con tàu ma này được dựng lên để lừa gạt những người cả tin, hay là các báo cáo về việc nó từ nghĩa địa dưới nước trồi lên sau 50 năm là có thật? Thật khó để trả lời câu hỏi đó, nhưng chúng ta có thể chắc chắn một điều rằng nó chưa từng xuất hiện tại vùng biển Việt Nam, vì vẫn chưa có thông tin về bất kỳ chủ tịch trong lĩnh vực đồng nát nào phất lên sau một đêm ra khơi. Vùng biển Việt Nam chỉ có một huyền thoại duy nhất, đó là mọi loại tàu ma chỉ có thể quy ra sắc vụn. Ma ta cổ đề, cổ pháp, ổn áp, ly hoa, máy hàn, máy bắt nhật, cổ hỏng bá đi. Tàu Octavius năm 1761, con tàu ma lên đền 13 năm trên biển. Một trong những câu chuyện kỳ bí nhất về đoàn người không bao giờ cập được bến là về con tàu ma Octavius. Câu chuyện bắt đầu khi con tàu Octavius thả neo tại cảng London năm 1761 đang chất lên những chuyến hàng mới với đích đến là Trung Quốc. Con tàu lớn rời cảng với đầy đủ nhân sự, gồm cả thuyền trưởng và vợ con ông. Họ tới Trung Quốc an toàn, dỡ hàng trả khách và lại chất lên đó chuyến hàng mới để trở về với đất Anh. Thời tiết trên chặng đường quay trở về ấm lên một cách bất thường, vậy nên thuyền trưởng đã quyết định chuyển con tàu sang hướng đông bắc
một lộ trình hàng hải chưa từng có ai chinh phục ở thời điểm bấy giờ. Đúng là các cụ nói cấm sai, cá không ăn muối cá ương, thuyền đi sai hướng chỉ còn bộ xương. Đó cũng là lần cuối người ta nghe thấy tin tức đưa về từ thuyền Octavius. Sau đó hơn 13 năm, vào ngày 11 tháng 10 năm 1775, tàu săn cá voi Harold đang dạo qua vùng nước lạnh lẽo của Greenland thì thấy một con tàu lênh đênh trên biển. Con thuyền với cánh buồm tả tơi, phất phơ trong gió và toát ra không khí lạnh lẽo. Thuyền Harold đã ghi lại vị trí cuối cùng của Octavius là ở 75 độ Bắc, 60 độ Tây. Nếu thật vậy, thì Octavius đã làm được điều mà không tàu nào làm được trước đó. Nó tự trôi qua một hành trình lênh đênh trên biển mà không có một người sống nào trên tàu. Sau khi nhận định rằng con tàu này rất có thể là Octavius, thuyền trưởng Harold ra lệnh cho thủy thủ đoàn lên chiếc tàu bỏ hoang. Thấy sàn thuyền trống trơn, họ mở lối xuống khoang dưới xem có chuyện gì không thì mở ra trước mắt họ là cảnh tượng kinh hoàng. Toàn bộ thủy thủ đoàn gồm 28 người đã đóng băng hết. Trong khoang thuyền trưởng, họ thấy vị thuyền trưởng cũng đã bị đóng băng. Đáng chú ý hơn là ông lại đang trong trạng thái vẫn ngồi nguyên trên ghế, tay cầm bút giống như đang viết lại nhật ký hải trình. Trong góc tối, một người phụ nữ quấn chăn ôm lấy đứa con trai nhỏ cũng trong trạng thái chết cống. Nhóm thám hiểm tàu lạ sợ hãi tột cùng, họ vơ vội lấy cuốn hải trình và chạy một mạch về thuyền Harold. Trong vội vã, họ đã làm rơi mất nhiều trang hải trình đã bị đóng băng cứng ngắc, chỉ giữ lại được trang đầu và trang cuối. May mắn là từng đó đã đủ để đọc về chuyến ra khơi xấu số của tàu Octavius. Điều này có nghĩa là Octavius đã trôi nổi trong suốt thời gian 13 năm và hoàn thành hành trình đến Đại Tây Dương như một con tàu ma. Còn thuyền Harold, do quá sợ hãi việc kéo một con tàu ma mất tích lâu ngày về được tới cảng, đã bỏ mặc Octavius trôi nổi ngoài khơi. Cho tới nay, nó vẫn chưa xuất hiện lại. Không rõ là con tàu đã chìm xuống đáy đại dương sau nhiều thập kỷ bươn chải trên sóng nước hay vẫn còn đâu đó một con thuyền không người sống sót đang dập dềnh theo chuyển động của biển cả. Không ai biết chắc được, điều duy nhất có thể chắc chắn là nó chưa từng đi lạc vào vùng biển Việt Nam, nơi không chỉ có các lái buôn sắt vụn khét tiếng đang chầu trực mà còn tồn tại hàng loạt những tay buôn gỗ góp vốn cùng các lái thương nhà ba đời buôn đồ cổ. Hai trong số những bí ẩn hàng hải lớn nhất thế giới vào thế kỷ 19, tàu ma Terror Erebus năm 1854. Đây được coi là thảm họa kinh hoàng nhất trong lịch sử thám hiểm vùng cực của Hải quân Hoàng gia Anh. Vào thời điểm biến mất, Erebus và Terror là những hòn ngọc quý của Hải quân Anh sau khi góp sức vào hành trình phát hiện Nam Cực kéo dài từ năm 1839 đến năm 1843. Chúng xuất thân là tàu chiến chuyên dùng để bắn phá các mục tiêu trên bờ biển, nhưng sau đó được gia cố và điều chỉnh để thích hợp cho sứ mệnh thám hiểm xa bờ. Dưới sự chỉ huy của đô đốc John Franklin và thuyền trưởng Francis Crozier, hai con tàu mang theo 134 thủy thủ đoàn đã rời nước Anh vào ngày 19 tháng 5 năm 1845, mang theo sứ mệnh khám phá và vẽ bản đồ hành lang Tây Bắc, cũng chính là tìm ra tuyến đường biển từ khu vực Bắc Cực thuộc Canada tới phương Đông. Tuy nhiên, họ bị mắc kẹt trong biển băng suốt một năm rưỡi và cạn kiệt dần lương thực, lênh đênh trên vùng biển cực Bắc. Hậu quả là toàn bộ thủy thủ trên tàu thiệt mạng, hai con thuyền thì bị băng giá nuốt chửng. Vào năm 1854, John Ray, nhà thám hiểm kim bác sĩ người Scotland, đã tìm được cách đến hành lang Tây Bắc, gặp được một nhóm người bản xứ Inuit mang theo những vật dụng thuộc sở hữu của Hải quân Anh. Họ cho hay đã tìm được các vật dụng trên từ một chỗ cắm trại chứa đầy tử thi của người châu Âu. 30 thi thể trong tình trạng bị đứt lìa, chỉ còn lại xương. Trong một bài báo được công bố sau khi quay lại Anh, bác sĩ Ray đã viết: "Từ tình trạng bị cắt xẻo của các thi thể và những thứ còn sót lại trong những cái nồi, rõ ràng những đồng hương của chúng ta đã buộc phải tận dụng nguồn thức ăn cuối cùng từ đồng loại để tìm cách kéo dài sự sống." Đã có 39 cuộc cứu hộ được triển khai vào thời đó, nhưng vẫn không thay đổi được định mệnh của hai con tàu và thủy thủ đoàn. Sau nhiều năm theo đuổi và đổ hàng triệu đô la trong nỗ lực truy tìm tung tích hai con tàu xấu số, vào năm 2014, Cục Công viên Canada đã tìm thấy xác tàu Erebus ở đáy Bắc Cực. Kế đến, năm 2016, tàu Terror được tìm thấy dưới đáy vùng biển cực Bắc thuộc khu vực Vịnh Terror.
xác tàu này còn khá nguyên vẹn dù ba cột buồm đã bị gãy. Nhiều ô cửa kính thậm chí vẫn còn nguyên, không nứt vỡ. Từ các lỗ thủng trên thân tàu Erebus, các cửa hầm trên tàu cũng được đóng chặt. Các chuyên gia suy đoán có thể các thủy thủ đã thả neo trước khi tàu gặp nạn. Các nhà khoa học còn tìm thấy một mảnh giấy viết nguệch ngoạc được giấu trong một ngôi mộ đá trên đảo King William, nơi gần phát hiện xác tàu Terror. Mảnh giấy được viết vào ngày 25 tháng 4 năm 1848, có ghi nội dung con tàu Terror và Erebus đã bị mắc kẹt trong biển băng. Các sĩ quan và thủy thủ đoàn đã rời khỏi tàu và đi dọc một con sông để tìm nguồn sống, nhưng họ đã chết khi cố tìm đường thoát khỏi Bắc Cực. 14 hiện vật được thu vớt, đáng chú ý nhất là khẩu đại bác nặng 309 kg. Khẩu đại bác này khắc chữ J&H King 1812, tiết lộ thông tin về ngày chế tạo và người làm ra nó, John và Henry King ở Royal Brass Foundry tại Woolwich, Anh. Đóng dấu trên thân đại bác là ký hiệu GR bao quanh bảy vòng chữ Oni Soiki Mani Pense, đáng xấu hổ cho những ai nghĩ xấu về người. Đây là câu nói nổi tiếng do vua Edward đệ nhị phát ngôn hồi thế kỷ 14 bằng tiếng Pháp cổ vùng phía Bắc. Ngày nay, câu nói được ghi lồng vào quốc quy trên hộ chiếu của công dân Anh. Các nhà khảo cổ học tìm thấy một cái đĩa trên tàu Erebus. Đây là một điều bất thường vì thông thường chỉ có sĩ quan mới dùng đồ gốm. Việc tìm thấy đĩa trên tàu khớp với thông tin cung cấp năm 1879 bởi người đàn ông Puntorak. Ông đã bước lên con tàu hoang vắng và bị kẹt trước khi nó chìm. Trên tàu có dao, nĩa và đĩa được sắp xếp thứ tự. Còn câu hỏi tại sao nó chưa được ghi nhận xuất hiện tại vùng biển Việt Nam thì có lẽ từ con tàu này, Jaco xin phép không đề cập nữa bởi một số lời giải đáp đã quá rõ ràng từ hai con tàu trước đó. Tàu SS Bakimo năm 1931, con tàu ma thoát ẩn, thoát hiện. Trước khi trở thành con tàu ma, SS Bakimo được biết đến là con tàu chở hàng nổi tiếng thế giới đóng tại Gothenburg. Vào năm 1914, tàu SS Bakimo thực hiện chuyến hải hành đầu tiên. Khi ấy, con tàu có tên là Angermanven, đặt theo tên sông Angerman, một trong những con sông dài nhất Thụy Điển. Trước khi Thế chiến thứ nhất nổ ra, con tàu được sử dụng như một tàu buôn hoạt động tại vùng biển Baltic, chuyên vận chuyển hàng hóa giữa Hamburg và Thụy Điển. Sau chiến tranh, tàu Angermanven trở thành tài sản của Anh như một phần trong khoản bồi thường thiệt hại chiến tranh mà Đức phải chi trả cho xứ sở sương mù. Đến năm 1921, công ty Hudson's Bay mua lại con tàu và đổi tên thành SS Bakimo. Kể từ đó, con tàu thực hiện các chuyến đi biển xuyên Bắc Đại Tây Dương. Tại đây, nó đã hoàn thành tổng cộng 9 chuyến hàng chở lông cùng với gia thú, thuốc lá, đường, trà và vũ khí dọc bờ biển Bắc Canada. Vào ngày 1 tháng 10 năm 1931, tàu Bakimo mắc kẹt trong lớp băng dày do gặp phải trận bão tuyết bất ngờ khi đang trên đường trở về Vancouver. Trong tình hình đó, các thành viên thủy thủ đoàn quyết định rời bỏ con tàu, đi bộ khoảng 1 km tới thị trấn Barrow gần đó và nghỉ lại 2 ngày để chở băng tan. Một tuần sau đó, Bakimo lại một lần nữa mắc kẹt. Công ty Vịnh Hudson đã quyết định tổ chức giải cứu, đưa 22 người thuộc thủy thủ đoàn về nơi an toàn, để lại một nhóm 15 người ở một căn lều được xây dựng vội vàng để trông thuyền và trông hàng suốt mùa đông. Kế hoạch của họ là ở gần con tàu và giải cứu nó ra khỏi tình trạng mắc kẹt lúc thời tiết ấm lên. Đến ngày 24 tháng 11, nhiệt độ khu vực tăng lên đáng kể, từ âm 60 độ lên 0 độ C. Sau đó, một trận bão tuyết kéo đến, kéo dài trong vòng 3 ngày và không có thủy thủ đoàn nào dám mạo hiểm ra khỏi căn lều của mình. Đến khi cơn bão tuyết suy yếu, tàu Bakimo đã biến mất. Họ cho rằng con tàu đã bị đánh chìm. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, một thợ săn người Inuit báo rằng ông trông thấy một con tàu cách vị trí mình đang đứng khoảng 7 km. Thủy thủ đoàn lần giấu và tìm ra Bakimo, nhưng thuyền trưởng Sydney Cornwell kết luận Bakimo không thể sống sót và cũng không đủ vững chãi để đưa họ về đất liền, nên các thủy thủ đoàn dỡ hàng hóa giá trị rồi bỏ lại tàu. Thế nhưng, tàu Bakimo không hề chìm xuống mà trái lại tiếp tục du hành trên biển một mình.
Vài ngày sau lần biến mất đầu tiên, vào ngày 24 tháng 11 năm 1931, nó được tìm thấy cách vị trí thả neo 72 km về phía nam đang bị kẹt trong băng. Vài tháng sau đó, nó xuất hiện cách điểm bị kẹt lần trước 480 km về phía đông. Đến tháng 3 năm 1932, Baikimo được nhìn thấy đang trôi nổi ở gần bờ biển Leslie Melvin. Một người đàn ông đang trên đường tới Nome thuộc bang Alaska đã nhìn thấy Baikimo trên biển. Một thời gian sau, một nhóm thăm dò khoáng sản cho biết họ thấy Baikimo trôi dạt trên biển. Đến tháng 3 năm 1933, một nhóm người bản xứ Alaska đã phải trốn trong khoang tàu Baikimo để tránh trận bão tuyết mạnh khủng khiếp kéo dài suốt 10 ngày. 5 tháng sau đó, công ty vịnh Hudson biết tới việc Baikimo vẫn ở ngoài khơi nhưng quyết định không mang về vì nó đã ở quá xa. Một năm sau, một nhóm thám hiểm đã tìm tới Baikimo để tiến hành khảo sát. Tháng 9 năm 1935, người ta vẫn nhìn thấy tàu ở khu vực ngoài khơi phía đông bắc Alaska. Tháng 11 năm 1939, thuyền trưởng Hud Paulson lên thuyền, quyết định tháo dỡ nó, nhưng băng nổi quanh thuyền quá nhiều, công tác tháo dỡ gặp khó khăn nên Paulson quyết định bỏ qua. Theo ghi chép lưu lại, đây là lần cuối có người đặt chân lên tàu Baikimo. Đến năm 1969, 38 năm sau ngày Baikimo bị bỏ hoang, người ta tìm thấy nó đang kẹt trong băng tại biển Georgia. Đây là lần cuối cùng người dân nhìn thấy Baikimo trên biển. Mãi cho đến năm 2006, chính quyền Alaska bắt đầu khởi động chiến dịch tìm kiếm Baikimo. Họ gọi đó là cuộc tìm kiếm tàu ma Bắc Cực, xem liệu nó còn trên mặt biển hay đã về với đáy đại dương. Nhưng Baikimo đã không xuất hiện lần nữa. Tàu Medan Orong năm 1947. Những lời đồn đoán về tàu SS Orong Medan bắt đầu được kể từ cuối những năm 1947 và đầu năm 1948. Lúc này, nhân viên trạm radar tại các hòn đảo gần Indonesia, Malaysia đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu SS Orong Medan. Từ đầu dây bên kia, những tiếng kêu cứu trong đau khổ vang lên. Tất cả sĩ quan, kể cả thuyền trưởng đã chết, đang nằm trong phòng hải đồ và đài chỉ huy. Toàn bộ thủy thủ đoàn có lẽ cũng đã chết. Tôi là người duy nhất còn sống sót. Tiếp đến là một chuỗi những mã Morse khó hiểu. Cuối cùng là thông điệp, tôi đang chết dần và không còn tín hiệu nào gửi đến nữa. Hai con tàu của Mỹ gồm chiếc City of Baltimore và Silver Star đang chạy trên eo biển Malacca nhận được thông điệp và lập tức tiến hành cứu hộ tàu SS Orong Medan. Thế nhưng trên tàu lúc bấy giờ đã không còn ai sống sót. Con tàu gặp nạn tại eo biển Malacca, một eo biển nổi tiếng về cướp biển. Nhưng đoàn tàu cứu nạn cho biết, trên tàu lúc họ đổ bộ lên dường như nguyên hiện trạng, không có mất mát gì. Các thủy thủ tàu Mỹ chưa kịp xem xét gì thêm thì đột nhiên có đám cháy bùng lên trong một khoang chứa hàng, buộc họ phải rút lui. Sau đó, chiếc SS Orong Medan nổ tung, bốc cháy rồi chìm rất nhanh. Sức nổ mạnh đến nỗi con tàu bị nhấc lên khỏi mặt biển, theo tường thuật của các thủy thủ tàu Mỹ. Khi sự thật vẫn còn là ẩn số thì cũng là lúc những lời đồn được củng cố. Nhiều giả thuyết được đưa ra về con tàu bí ẩn này. Những nhân chứng đầu tiên cho biết thủy thủ đoàn đã bị chết một cách kỳ lạ. Cơ thể của họ rải rác khắp nơi trên sàn tàu. Không chỉ vậy, họ còn được phát hiện trong tình trạng răng nhe ra, mắt nhìn chằm chằm về phía mặt trời. Như thể họ đã rất sợ hãi một điều gì đó. Ngay cả một con chó trên tàu cũng bị chết trong tư thế đang gầm gừ. Tuy nhiên, hung thủ lại không được tìm thấy. Các biến thể về số phận của con tàu ma Orong Medan được lưu truyền mà không ai rõ sự thật bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu. Và điều xoắn não nhất là trong loạt bí ẩn này là không có bằng chứng nào cho thấy con tàu mang tên Orong Medan từng tồn tại. Nhà văn kiêm nhà sử học người Mỹ Michael East khẳng định không có hồ sơ nào ghi lại quá trình di chuyển của con tàu mang tên SS Orong Medan. Không ai biết con tàu này hoặc từng phục vụ trên tàu. Ngày tháng ghi lại sự việc cũng không nhất quán. Địa điểm liên tục bị thay đổi qua các câu chuyện kể lại. East nói, một số lời kể cho biết con tàu được phát hiện thấy gần quần đảo Solomon, trong khi những người khác cho rằng nó ở cạnh quần đảo Marshall. Giáo sư Theodor Seadorfer, một nhà nghiên cứu người Đức, người đã dành nửa thế kỷ để nghiên cứu về các vụ án hấp dẫn này, đã phát hiện ra một ấn phẩm cũ của Đức từ năm 1953 đặt giả thuyết rằng dưới hầm tàu SS Orong Medan có chứa đầy các thùng với hợp chất kali cyanua và nitroglycerin. Trong đó, kali cyanua có thể là nguyên nhân dẫn tới cái chết của thủy thủ đoàn, còn nitroglycerin là chất lỏng rất nhạy nổ với va chạm, là thành phần chính trong thuốc súng.
đây có thể là nguyên nhân khiến con tàu nổ tung và không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Rốt cuộc, sau hơn 70 năm, vẫn không có kết luận chính thức nào về chuyện gì đã xảy ra với con tàu SS Oromedan. Hóa ra, lý do các cô gái giận bạn cũng không khác gì con tàu đó. Dù mất cả trăm năm tìm kiếm trong thế giới này, thì nó cũng vẫn mãi mãi là một ẩn số. Vụ mất tích bí ẩn của con tàu ma nổi tiếng bậc nhất vùng biển Thái Bình Dương, tàu Georgita năm 1955. Georgita được đóng tại Mỹ vào năm 1931 với mô hình ban đầu là du thuyền sang trọng có kết cấu chống chìm. Tuy nhiên, từ năm 1936, nó được sử dụng như một tàu buôn và đánh bắt cá. 5 giờ sáng ngày 3 tháng 10 năm 1955, Georgita khởi hành từ Samoa đến quần đảo Tokelau, New Zealand, cách đó 430 km, dự kiến cập bến hòn đảo Tokelau trong khoảng 41 đến 48 giờ. Tuy nhiên, ngày 6 tháng 10 năm 1955, đại diện đảo Tokelau thông báo Georgita không cập cảng đúng lịch và họ cũng không tìm thấy tín hiệu của con tàu. Ngay lập tức, Không quân Hoàng gia New Zealand tiến hành công tác cứu nạn. Tuy nhiên, trong nhiều ngày, lực lượng này không tìm thấy bất kỳ vết tích nào của con tàu cũng như thủy thủ đoàn. Đến tận 5 tuần sau đó, Georgita mới được tìm thấy cách địa điểm dự kiến 1.000 km ngoài khơi Thái Bình Dương. Khi đó, toàn bộ thân tàu vẫn nguyên vẹn, một phần vỏ tàu bị hỏng, con tàu không hề chìm hẳn nhờ kết cấu chắc chắn. Điều kỳ lạ là toàn bộ thủy thủ, hành khách và 4 tấn hàng hóa trên tàu đều mất tích không dấu vết. Khi được tìm thấy, Georgita đang trong tình trạng rất xấu. Cuộc điều tra nhanh chóng được tiến hành, trong đó có những tình tiết được các chuyên gia đặc biệt quan tâm. Bên trong bông chính, buồng chỉ huy của thuyền trưởng bị phá hủy, cửa sổ bị vỡ tung. Một chiếc xuồng và 3 cái phao có thể bơm phồng lên dùng trong trường hợp khẩn cấp đã biến mất. Những chiếc đồng hồ điện tử kết nối với máy phát điện trên tàu đã ngừng hoạt động khi chỉ đến con số 10 giờ 25 phút và các công tắc đèn đang ở chiều bật sáng, ngụ ý rằng có điều gì đó đã xảy ra vào ban đêm. Sổ nhật ký của tàu, vệ tinh, máy đo thời gian, thiết bị dẫn đường khác cùng súng ống của đội trưởng Dusty Miller không được tìm thấy. Trên bong tàu, người ta cũng tìm thấy chiếc túi y tế có chứa một ống nghe, một con dao mổ và 4 miếng băng dính đầy máu. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra xoay quanh tai nạn bất thường của MV Georgita. Tờ The Daily Telegraph từng cho đăng một bài viết phân tích rằng nơi đây vốn là căn cứ hoạt động của lực lượng quân Nhật từ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai và đó chính là nguyên nhân sự biến mất của 25 người trên tàu Georgita. Giả thuyết này xuất hiện khi người ta tìm thấy những con dao mang dòng chữ Made in Japan. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy chúng đã ở trên tàu từ cuối những năm 1940. Năm 1962, tác giả Robin Moham đã công bố phát hiện của mình trong bài viết The Mystery Georgita rằng có khả năng sự cố bắt đầu khi nước tràn vào tàu từ đường ống làm mát bị hỏng và máy bơm không thể khắc phục được. Vì biết Georgita không thể chìm và cũng chẳng muốn tăng thêm khoản nợ, Miller đã ra lệnh cho con tàu tiếp tục đi. Tuy nhiên, thuyền phó và các thành viên khác thì yêu cầu ông quay trở lại. Điều này dẫn đến một cuộc nổi loạn khiến Miller bị thương nặng. Lúc này, điều kiện thời tiết ngày càng xấu đi. Con tàu lại chỉ hoạt động với một động cơ trong khi đáy tàu bị ngập nước, buộc thủy thủ đoàn phải đưa ra quyết định tất cả rời khỏi tàu cùng thiết bị định vị, nhật ký hàng hải, đồ dự trữ và cả thuyền trưởng. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là giả thiết. Giống như câu chuyện của những con tàu ma khác, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với MV Georgita và số phận của những người có mặt trên tàu. Nó được mệnh danh là Mary Celeste của Nam Thái Bình Dương và là một vụ án mất tích bí ẩn bậc nhất của vùng biển này. Các nhà kinh doanh kim loại online lặp lại rất nhiều lần câu nói ma mấy thì ma, về Việt Nam chắc chắn cũng nhập kho đồng nát hết. Cơ hội làm giàu chia đều cho tất cả mọi người. Chỉ là cơ hội này chưa cập bến quốc gia nấu bún bò ngon nhất thế giới mà thôi. Bất kỳ bà con nào chưa hài lòng với những thông tin đã thống kê ở trên hay còn con tàu ma nào mà bí ẩn hơn nữa, hãy mạnh dạn công bố dưới phần bình luận để cộng đồng mạng cùng nhau thẩm định. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của GHGO. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho bạn. Hãy lựa chọn, nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GHGO xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.